mình tặng chị Sơn Ca xong rồi tặng tới chị Thẩm nha. Nay mùa cưới rồi. Đáp hợp nha. Với Tà nè ha. À, ở nhà mình trần không được đẹp giống như ở tiệm. Đó, đúng rồi đó. Chọn giải khổ lớn mai mới được. Đó. Dạ. Với lại chị Thẩm thích cái tà to. Là rộng. Rồi, ok, vừa ý rồi ha. Bữa sau chào cả nhà nha. Bữa rồi thì mình không có mời mấy chị em ở chợ An Đông đi đám giỗ được. Tại vì mấy chị tới rằm là đi nghỉ một ngày rồi. Nên là bữa nay mình mang quà lên cho cả nhà hen. Dạ, con chào cô. Dạ, bữa rồi á, con định mời mấy chị em về dưới đám giỗ ba. Nhưng mà con nói mấy cô là ngày rằm là nghỉ để đi chùa. Rồi về nhà con chơi thì mà con mời trước ngày thì lại mấy chị kẹt công việc quá. Nên là con không dám mời, nên bây giờ mẹ có gửi quà lên cho cô với mấy chị em nha. Cái món này là má ba nấu nè. Dạ. Ở bên trên là cả nhà mình ăn bánh nha. Đây là bánh ít nhà làm. Hỏi chị một cái nha. Rồi, nhận quà ăn thử luôn. Cảm ơn má năm, má hai, má ba. Dạ. Dạ. Cả nhà ăn thử coi nhà ngon không nha. Cảm ơn má năm đi. Rồi giờ má hai, má ba. Chắc chắn đủ, không có sợ thiếu nha. Má năm, má ba. Công ty cho con. Chứ không là mấy chị em về dưới đám giỗ còn vui nữa. Rồi còn cái món này món củng nha. Món củng này má ba nấu á. Bánh tét chay, một ròn nến tét chay với bánh tét mặn nha cô. Bánh nhỏ là chay. Đây là do heo là hôm bữa là rồi mấy chị em có coi rồi phải không? Dạ. Cái nhà má ba là nấu nè. Cái này là mình bỏ tủ đông nha con, khi nào ăn á mình bỏ nước dừa vô mình nấu lại. Rồi cô cho ăn về liền. Dạ. Cái này của má ba làm đó. Cái món này á là ngày xưa. Bây giờ người ta mới làm lại đó con. Món này cũng cổ xưa lắm rồi. Thôi cái này không. Này đông lạnh rồi. Này đâu không biết làm quá trời luôn. Dạ. Cô về bỏ nước dừa vô. Giờ heo mình quay xong rồi mình mới nấu. Ghê không nè. Này má ba làm. Má ba, dạ. Má ba cái chua. Nấu cái chua. Thơm lắm, quá trời là thơm luôn. Mình về bỏ nước dừa mình nấu lại cái nha con, cho nó nóng. Con nói cho bé nhà nó bỏ nước dừa vô nha con. Cảm ơn chị hai, chị ba nha. Rồi dạ. Má năm rồi cả gia đình hết luôn dạ. Nha. Dạ. Bữa coi lại cái clip dạ. của ba Hoàng Thơm mới dọn dạ. Thấy tội nghiệp má năm quá. Má năm ở lại của mình à. À. Bữa rồi là nhà mình làm nhiều định mời mấy cô về luôn. Cuối cùng không mời cái dư tới 4 mâm á con. Làm 8 mâm mà dư 4 mâm. Dạ. Vậy thôi mang lên cho mấy chị em lên đây. Dạ. Dạ. À, hôm nay thì cũng mùa tới rồi. Nhà Nam Việt thì rất là nhiều đám cưới sắp tới. Là khoảng 6-7 đám cưới luôn đó. Đó, vừa rồi thì mình mua tặng cho chị Sơn Ca. À, hôm nay mình sẽ tặng cho chị dâu ha, chị Thẩm. Thì chị Thẩm chút xíu mình sẽ gọi điện coi chị chọn cái nào. À, mình sẽ cho chị coi sơ một số dòng mới về. Ví dụ như vải thêu nè, vẽ nè. Rồi cái dòng thái tướng nữa. Ha. Rồi cho chị chọn dòng nào thì mình sẽ tặng vào đó. Ở đây nhiều loại lắm. À, thiết kế nè, thêu đính đá nè. Đó. Rồi vẽ cao cấp ha, rất là nhiều luôn. Mà sao nghĩ là chị Thẩm thích cái dòng trơn. Đó, mấy cái dòng tơ tầm nè. Đẹp ha. Tơ tầm xịn luôn. Ở trên đây có niêm yết giá rồi cô chú anh chị ha. Đẹp quá chị. Tơ tầm xịn nè. Dạ. Này dạng tơ tầm cao cấp luôn, còn này cũng thấy cứng. Rồi để mấy chị em ăn đi rồi chút xíu nữa mình gọi chị Thẩm. Mấy con nói trước chị Thẩm chờ chưa? À, chưa có gọi làm bất ngờ cho bất chị Thẩm luôn. Luôn. Dạ đúng rồi. Giống chị Sơn Ca bữa. Dạ. Bắt lên ở đây tụi chị mới có ăn ngon nào miền quê đó, thấy bánh không? Quê là do miền quê mà. Ừ. Bữa con định mời cả nhà mình về đám giỗ buổi tối chơi. Nhưng mà thấy tới rằm có nghỉ ngày nữa nên là không dám mời. Thơm. Dạ. Đó, cây nhà lá vườn đó cô. Ngon lắm má ơi. Dạ. Má hai ơi. Má ba. Bữa làm bánh vui lắm. Nói phải mà rủ mấy chị về phụ người tay rồi là còn vui nữa. Không dám nhận hả? Giỏi dữ.
Tới hồi ăn nó đưa chị ra gói đó. Đúng rồi đó, tôi thích đưa rồi đó. Châu miền Tây á. Không mà bánh thơm quá con. Dạ. Giỏi ăn thơm luôn. Bánh này thì sau một ngày nó ngon con. Nó bọt nó cứng lại đó. Thơm mùi gừng nữa nè. Dạ. Dừa ăn nó cũng ngon vừa. Tại vì cái nhân đậu thì không có để lâu được, nhưng dừa thì để được 2-3 ngày. Đúng rồi. À, nhân đậu thì sợ nhanh hư. À, thôi để cái chị ăn đi, rồi mình chút xíu cho cô chú mình coi vải mùa Tết nha. Lửa dài nha, con Sơn. Chào chị Thẩm nha, bữa nay giao điện thoại cho chị em ngoài chợ An Đông Thanh Thảo. Chị quay cái màn hình ra cho chị lửa vải nha. Ủa, chị đang ở Siva hả? À, đang có khách hả? Để em quay qua nha. Đây, cô Thảo. Chào con nha. Con. Sơn lên mua dài tặng chị Thẩm đó. À, bữa nay tặng chị Thẩm một bộ dài mùa cưới nha. Rồi bây giờ chị xem qua một vòng rồi sau đó sẽ lựa cái nào mình thích nha. Dạ, dạ ốm đi, dạ ốm đi. Rồi bây giờ em giao chị Thẩm cho mấy chị em ăn đông đó, em không nói chuyện nữa nha. Chị Thẩm không cấp gì lắm cho nên là giới thiệu mấy cái độc thể nha. Thích thì để lại, khoan nó chốt nha đồ đồ. Khoan chốt nha. Chết mà tối. Và bây giờ coi màu tươi trước cái coi có đổi ý không? Biết đâu đổi ý. Rồi. Này là vải pha lê Thái Tấn nha. Không, cái này hàng là thừa hàng giá 650 một bộ đem. Ủa, sao đẹp vậy? Nhưng mà cái dòng này đi lập thể đều hết luôn. Dạ này cũng Thái Tấn chính hãng hen. Nhưng mà thấy giống cái dòng pha lê quá cô. Nhưng mà không phải. Không phải con 650 một bộ. Dòng pha lê thì ngoài 1 triệu. Rồi, ok, đổi kiểu nha. Rồi, màu tối tối nha. Khoan lửa dội chị Thẩm, nhiều kiểu lắm. Cái này chưa đủ tối, rồi cứ thử luôn. À, nay tới mùa cưới rồi, mình tặng chị Ca xong, giờ tới tặng chị Thẩm nha. Vẫn còn sáng. À, cả nhà coi ha. Áo này màu pha màu quần đẹp quá ha. Đẹp quá con. Dạ. Ai mà thích tập thể cái dòng này mới á, đẹp. Dạ. Đây là chị Thẩm thích tối. Chị Thẩm thì thích màu tối. Rồi tiếp tục nha. Để coi cái này nữa tối chưa nha. Thử cái này coi đủ tối chưa hay là muốn tối hơn. Nếu không đủ thì em tắt đèn á. Cũng đẹp quá ha, tối mà tối sáng nè. Phụ quê Út kìa, phụ quê Út kìa. Cây đẹp đây chị ơi, chị Thẩm ơi. Chào Út nha. À khỏe, chị Trâm khỏe không kìa. Dạ em khỏe chị, Út 15 thôi. Ủa vậy Út 15 hả? Út 15. Đó đẹp không? Cho Út 15 lựa phụ nha. Út đang ở nhà của chị Thẩm. Rồi tiếp tục màu tối hơn nữa đi. Từ càng ngày càng tối nha. Này chịu nè. Này đâu chị Thẩm ơi. Nhưng mà từ từ nha, để ý rồi nó để riêng rồi chút xíu lửa tiếp. Nhiều, nhiều lắm. Chị Thẩm coi đi hả chốt. Ừ. Cái dòng hàng này là hàng nhà chị Mốt của em. Ờ triệu Mốt hả? Sắc màu pha lê, sắc màu pha lê. Đúng rồi, đúng rồi. Tân chụp màn hình nha, bây giờ cho coi sơ luôn. Coi sơ đi, cái nào thích cứ chụp để đó rồi tính sao. Rồi, sẵn mình khoe. Bộ này là bao nhiêu chị? À, cái này là áo là 1 triệu 1. Ở làng 2. À dạ, cái này sắc màu pha lê. Nó mắc tiền hơn nãy. Đồ mới đẹp ra. Rồi tiếp tục nha. Đồ đây là cập nhật mới đi. Biết đâu mà chị Thẩm xem mà vô Út mua hết ráo rồi. Út qua coi đi, Út đẹp lắm á. À, cái này màu sáng. À, cô chú coi đang coi hàng Thái Tuấn nha. Tay là trơn nha. Nó có cái bông đó. À, cái bông nè đi theo cái màu quần luôn nè. Mới ra đó. Dạ. Con thằng đẹp quá. Đẹp quá. Cái mình hàng này độ giả mát. Dạ. Lắm á chị Sơn Ca. Đẹp lắm. Chị Thành. Nay tới mùa cưới rồi, kiếm thêm một bộ áo dài đặng đi đám cưới nha. Rồi đổi màu khác nha. Chị Thẩm nói gì? Để coi thêm. À, coi thêm đi, còn nhiều lắm. Coi tới chiều cũng còn được nữa chị Thẩm. Coi tới chiều cũng được. Cái này lập thể cá tính đó nha chị Thẩm. À cả nhà coi ha. À, màu sắc ha. Chị Thẩm thì thích dòng đơn giản. Với lại chọn cái dòng vải nào mà khổ lớn nha. Tại vì chị Thẩm hơi cao. Chị Thẩm thích đơn giản ha. Nhưng mà em thấy chị Thẩm phong cách lắm mà mặc mấy cái này đẹp.
Đâu bữa nào phá cách mặc thử sắc màu sặc sỡ đi. Rồi tiếp tục đổi kiểu nha. Cái này mình có thể ví dụ không thích mặc quần màu mà đen cũng sang. Dạ. Cái này phong cách thôi mà. Cái này hàng Thái Tuấn đó chị, rất là đẹp, vải đẹp lắm. Cái này á chị Thẩm bận á, nhìn nó cái dáng vậy đã cao rồi, còn bận này nó còn đẹp nữa. Rồi sẵn chụp em. Cái này là mấy chị đã bắt cái ghế lên cao cỡ đó rồi đó, chắc chị Thẩm mặc vừa. À, nhìn từ xa nha. Cái này có thể là được á chị Thẩm, em thấy cái này rồi hợp luôn vậy nè. Rồi. Chị chụp màn hình lại nha. Cái này cũng sắc màu pha lê hả con? Chị có chụp màn hình để chị chụp màn hình nha, tranh thủ nha. Rồi tiếp tục kiểu mới. Cái đó coi như số 1 rồi, để riêng đi. Cái này thì hàng này, cái này hàng 800. Dạ hả? Thái Tuấn rồi hả chị? 800 với cái quần đó là 900. Thái Tuấn đa dạng ha, 600, 800, triệu mấy cũng có. Không sao, ở đây đang rảnh mà, tới chiều luôn. À, em muốn dư thời gian cho chị Thẩm với Út ngó chứ, để tặng quà mà không theo cái sở thích của mình thì hơi uổng, nên là không chở chị Thẩm lên đây được thì thôi qua điện thoại đi. Rồi tiếp tục nha. Tặng cho chị Thẩm coi cho thoải mái đi rồi chọn. Cái lô này cũng là hàng mới sao luôn. Dạ. Ở đây bán hàng chịu khách lắm. Ưng thì thôi cho coi thoải mái yên tâm. Cái này là chương trình ép bạn nhận quà. Đó là từ từ. Cái này cũng là dòng mà là áo 800 quần trăm là 900. Chương trình ép thích quá. Chị Thẩm coi nè, cái này nhìn à, độc lạ nè, đẹp nè. Đẹp ha. Chị Thẩm thì hồi xưa giờ thích một màu. À, nhưng mà giờ mình có nhiều sự chọn lựa, quá cho chị coi nhiều. Rồi cả nhà nhìn từ xa nha. Rồi tiếp tục nha. Hàng Thái Tuấn thì ở Thanh Thảo là có niêm yết giá hết rồi cô chú anh chị nha, nên là mình rất là dễ lựa. Rồi đẹp quá ha. Quá sang luôn. Dạ. Cái nào thích gì cho Thẩm chụp. Đẹp quá sơn. Cái này cũng hàng chụp. Dạ. Cái này cũng 800 với quần đó là 900. Dạ. Thẩm ơi là mua đại cái này đẹp nè. Lấy hai bộ nào mình làm cái clip riêng của nó để cho khán giả coi kỹ. Đúng rồi. Rồi, ok, tiếp tục nha. Có nhiều màu lắm. Cái này thì nó lon lon. Chị lựa tới sáng còn không hết nữa, đây nhiều vải lắm. Đó. Chị Thẩm trước giờ thích một màu, bây giờ cho chị Thẩm coi nhiều màu. Đó, đẹp, để mình lại gần coi nè. Nét quay văn coi cho anh chị. Cũng hàng 800 nè, quần là 900. Sơn thủy á, đúng rồi. Cái này nếu mà đính đá nữa chắc đẹp lắm ta. Đánh đá vào mấy cái bong bóng á. Rồi tiếp tục đổi màu nha. Rồi màu tươi đói luôn. Dễ quá làm sao nhìn phái là mê rồi. Út luôn đó. Út đang ngồi coi đó. Út thì chắc chờ sang năm ngồi xuôi rồi Út mới lựa tiếp. Tại vì bữa rồi tưởng đâu là Út cưới dâu trong năm nay. Ai giờ về năm rồi. Rồi bằng đứa Phương có cưới dâu rồi đó hả? Rồi, rồi màu tối nha. Ốm tới sẽ có màu xanh. Chút xíu nữa sẽ chọn màu xanh cho chị Thẩm luôn. Cái này đi quần đen á, cá tính đẹp lắm. Ờ, cái này đi quần đen hả? Để thử coi chút chị Thẩm chọn màu nào cả nhà ha. Cái này hợp với chị Thẩm nè, chị Thẩm ơi. Này mới về không à? Cũng là dòng hàng. Em thấy cái gu của chị vậy đó. Cái quần đó là 900 ha. Nãy giờ là tiếp sơ sơ là hiểu ý rồi đó. cái này Quang Sơn cũng hạn chế nói giá để chị Thẩm ngại, nên là cứ thích nào thích là được hen. Còn cô chú mình quan tâm thì gọi trực tiếp bên Thanh Thảo nha, chứ giá thì nó nhiều loại nha, từ 600 800 triệu mấy hả. À, Thái Tuấn chính hãng đó. Từ từ nha, đổi màu nha. Đẹp luôn.
Không, mình thấy còn mê định nói. Hả? Ở trên ngực thì trơn, ở dưới thì có nhiều bông. À. Bông 4D lung linh lung linh. À, nhìn có độ sâu lắm. Rồi, giờ, chị rồi tiếp chị, tục nha. Chị có chốt được cái nào chưa? Tiếp tục. Còn cái nè. Rồi, sẵn khoe thêm nhiều màu lạ lạ đi. Sẵn phần khoe luôn. Cái này mà ai mà fan một tí tiếp cũng mơ nha chị Thắm ơi. Đó, đẹp chưa? Điểm đẹp thiệt luôn con nha. Cái này xí đạo thích lắm là cô nè. Cái bông này là đẹp quá, lắm đẹp quá đẹp luôn. Trong nhà mình cũng người nhiều người thích tím lắm nha. Màu bảy cũng thích tím nữa nè. Rồi đổi màu nha. Tiếp tục màu xanh. Đó. Đây màu xanh nè chị ơi. Đồng xanh. Đồng xanh. Ồ, oh, quá. Rồi để thử càng đẹp quá à, con ơi. Cũng đẹp nữa. Mỗi càng đẹp con ơi. Đẹp nói chung là chị Thẩm thích màu xanh mà lại cái gu quá. Chị Thẩm thích đơn giản á, màu đơn giản. Ừ. Luôn, đẹp quá. À cả nhà đang coi rất là nhiều dòng Thái Tuấn máy ra ha. Cô chú mình có quan tâm thì chụp lại màn hình nha. Ok, tiếp tục nha. Đây màu này đẹp nè. Màu quần đẹp. Thấy màu quần là đẹp. À, rất là lạ mắt luôn. Đó, xem cái màu quần nè, cái màu quần rất là đẹp đó. Cái này thì khổ lớn, chị Thẩm yên tâm. Đó. Mày mình may được tà tao không nhăn nha chị. Rồi tiếp tục nha. Dễ đeo không nhăn, dễ đeo không nhăn. Con cá này ăn hai hai mươi hai mẫu. Dễ này không có nhăn nữa. Ừ trời cho coi. Dễ này đẹp lắm. Cũng cái mẫu đó mà màu khác nha. Cái màu này nó nổi hơn á chị. Wow. Hồi nãy cái quần màu bất này chị may tà to đẹp chị cao á, chị bận này lắm. À, mẫu này mẫu nữa đi rồi chị gửi hình lại cái hình nào chị thích cái, đó để cái mình dáng của chị đẹp mà mận á, mang cái mấy cái mẫu này lên nè. Tại nhiều quá đẹp quá chắc chốt luôn một thôi luôn. Hàng mới về mà cho chị Thắm coi đó. Rồi thêm cái màu này nữa. Cái này cũng là dòng hai con nhà chị mẫu rồi. Cái đó chị gửi lại cái hình nào chị muốn á. Tươi quá, vậy thích cái màu. Cái nào mà, mà. Có một ít. Tối dữ chưa? Thêm nào nữa không? Cho cái tối hơn nữa. Tối hơn nữa nha. Cái tối hơn chút. À, nãy giờ đòi tối. Nền xanh đen, cái này nền đen nha chị Thắm. Không mà thật ra tối sang. Tối nhìn sang lắm. Rồi, cái này chắc chị Thắm chốt rồi nè, cái màu này nè. Tối thui luôn. Đó. À, đám cưới thì không có tối quá. Thường thì Thẩm mặc này để đi dự hội nghị á thì nó sang. Em nghĩ chị giấu cái xanh đen đi cho nó dễ sang. Rồi ok, đi đám cưới màu sáng xíu đi. Không tối quá. Rồi bây giờ chị chụp màn hình nào gửi qua lại em sẽ ướm lại cái nãy thử coi. Được. Đổi màu quần nha. Rồi. Tại chị thích nó tối, ừ. Đi cho nó tối cái xanh vô. Quần màu xanh nè, quần là xanh là con cái xanh. Rồi ok, chốt bộ này ha. Chị Thẩm chốt đơn cái này nha. Thôi bây giờ cho suy nghĩ thêm 10 phút nữa trước khi em về, suy nghĩ đi. Rồi. Cái này là cho khán giả. Này cho khán giả. Ừ. Trong khi chị Thẩm đang suy nghĩ. Này là tập thể nè con. Màu này cũng đẹp quá con. Màu lạ quá hen. Đẹp quá. Rồi thử cái màu xanh đó lên thử. Màu xanh là xanh cây rêu. Xanh rêu. Rồi lên chị Bi. Lên. Rồi, lên mẫu này. Trong thời gian chờ đợi ngó thêm đi. Đẹp quá không biết chọn nào. Cái này quá trời luôn. Cái này đi cái quần này cũng được mà đi cái quần mà Hoàng Sơn thích cũng được, Sơn Bích cũng được. Nói vậy là khách ra con ơi. Đào thử quần Sơn Bích đi. Thử xanh bích vô. Hoàng Sơn. Đó. Đó. Ừ, xanh bích nó đẹp hơn. Nổi hơn. Quần đô cũng được nhưng mà quần bích nó đẹp hơn. Dạ. Nhưng mà tại chị Thẩm thích cái màu tối cho nó sang. Dạ.
chứ cái này thì nó hơi sáng. Mà eo có chút xíu à. Tại vì bận đồ đen cho nó sang, chứ thật ra dáng của Thẩm đẹp lắm. Thì cái gu nhà nhà màu chỉ tính đồ có màu tím đâu. Chỉ sang người mẫu chuyên nghiệp mấy chục năm mà em không xếp cái ngay là bị đầu liền. Người mẫu mấy chục năm không à. À, đúng rồi. Em mà. Đúng rồi. Không mà đẹp thì thấy mấy cô đã ý lắm, phối quần đẹp lắm. Để cho chị Thẩm trong thời gian suy nghĩ cho xem thêm vài mẫu. Tại vì tính chị Thẩm là hơi khó lựa đồ, chị thích màu tối. Còn thấy Tuấn và ra đa dạng màu sắc lắm. Thời trang á. Đẹp ha. Rồi chị Thẩm nói tặng một bộ chứ nếu thích hai bộ em vẫn có khả năng tặng nha. Hai bộ đi chị. Cái màu quần á, à đó. Quá, sao ừ. Đó, mấy cái màu mà Hoàng Sơn thích thì khán giả cũng đặt nhiều. Tại vì Hoàng Sơn hay giữ lại cái thời gian lâu hơn. Mấy cái màu này là em nó quay lâu lắm. Còn thấy không? Dạ. Màu đẹp. Hôm nay là cho lão được hồi đa dạng á. Hàng quá chị, cô Thảo là nhiều lắm. Hai bộ đó là 10 bộ tới 12 bộ. Rồi đổi màu khác nha. Rồi đó mấy cái màu tối tối này nè, đẹp nè. Cái này là lông nhỏ đưa lại cho nói chị không thích là có phải không nha. Đó. Đâu? Bộ vuông. Bộ vuông. Bộ vuông. Bộ vuông này đẹp hơn nè. Đó hai bộ đó đó. Ý đồ tới hai bộ. Hai bộ đi chị. Màu này thấy đẹp nè. Tại vì chị Thẩm thì thích cái dòng trơn. Không mà sang lắm, cái yeah. Gu của mặt á sang lắm. Cái màu đầu tiên nó lên cái màu nâu nâu đen đen nâu mà có bông bông á. Đó. Rồi, coi cái áo nha, cả áo nè. Rồi, coi lại màu quần nha. Đó. Đó. Cái bộ vừa rồi bỏ xuống cũng đẹp đó đúng không? Trời ơi bây giờ có ông xã tới ngó phụ luôn rồi. Rồi bộ này ok ha. Rồi chốt bộ này đi. Rồi. Chốt lên ha. Bộ này tuyệt vời. Đúng rồi. Ok. Rồi hai bộ. Rồi ok. Bộ này với bộ kia. Mặc quần đen luôn nha Thẩm nha. Quần đen cho đẹp. Rồi không có vấn đề. Không thành vấn đề hai bộ. Rồi hai bộ ha chị Thảo ha. Rồi, ok, chốt đơn. Rồi. Rồi, cảm ơn dọn công việc còn cũng nhiều áo dài nó giờ thấy thương ghê. Rồi, giao chị Thẩm nha, để chiều mang về cho. Rồi, bye. Bây giờ mình sẽ phục vụ các chị các mẹ khán giả nha. Tại vì chị Thẩm thì thích dòng trơn nên mình không thể nào giới thiệu mấy dòng này cho chị Thẩm. Bây giờ dành cho các cô để đi đám cưới hoặc có thể ngồi xuôi nè. Đó. Này dòng vẽ cao cấp nha. Bộ này nhiêu chị? 1,2 triệu một áo. 1,2 triệu. Dạ, quần xịn đó là 1,3 triệu. Dạ. À, cô chú anh chị nha. Rồi nếu mà cả nhà mình quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho bên cô Thanh Thảo qua video để tư vấn kỹ hơn nha. Cho em coi tà sao hen. Đó, bộ này thì rất là đẹp, vẽ tay nha. Đó, tà sao. Chưa, hàng mới về. Hôm nay khoe sẵn mua cho chị Thẩm một khoe luôn. Dạ. Này, áo vàng Đông Thanh Thảo sẽ có full màu luôn. À, cô chú mình lên YouTube gõ là áo dài thêu Thanh Thảo hoặc là áo dài vẽ Thanh Thảo, áo dài Thái Tuấn của Thanh Thảo đều có hết nha. À, và mỗi ngày mình có cập nhật. Rồi cái này là thêu nè, đính đá luôn, pha lê luôn hen. Cho chị xui trẻ đó nha. Quá trời sang luôn. Nha. Đẹp quá. Bộ này sang quá, nhiêu tiền lên con? À, 2 triệu một bộ. Rồi à, đẹp quá ha. Dạ. Dành dòng cao cấp nè. Dạ. Đó, đẹp quá đẹp. Tiêu của mình rất là đẹp. Dạ. Đẹp cái này quá. Khác mà bữa giờ ở khác hết. Dạ, cả nhà coi nè, rất là tỉ mỉ khác. Ha. Dạ đúng rồi. Thêu rồi đính hạt theo cùng màu luôn, cùng tông. Đó. Rồi mình cả bộ nè.
Nếu mà như áo dài mà cô dâu á, chú rể thì thường mình ra Thanh Thảo để đặt hàng riêng. Và đặt hàng khoảng tuần là xong à. Thiết kế riêng nha. Cái đó phải may xong mới. Dạ, may xong mới thiết kế lại. Còn này dành cho chị Xui. Ra đây cũng may xong mà chị sẽ kết nhẹ nhẹ được ha. Dạ. Cứ ra đây chị tư vấn cho. Rồi, tiếp tục nha. Tại thường cô dâu chú rể là khi đám cưới thì chuẩn bị trước khá là lâu nên mình sẽ có thời gian. Và mình mất khoảng một tuần thôi là mình làm được ha. Đúng rồi. Đó, còn của bà Xui thì rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Theo sẵn, đó, vẽ sẵn. Rất là đẹp. Dạ. Mấy mẫu mới về đó. Mẫu này sang quá ha. À, cả nhà coi theo nè. Đánh đá nè. Bộ này cũng 1.2 triệu hả? Một à, không, 2 triệu. 2 triệu, con dạ. 2 triệu. Nó có đá nè. Dạ. Nhìn nó khác biệt liền. Phu lắm. Nhưng mà đẹp mà sang lắm. Dạ. Thật ra 2 triệu rẻ, không có mắc đâu. Công lắm. Mà đẹp, mà kỳ công nữa hả? Dạ. Con thấy mà đẹp. Nếu mà mình chọn những dòng đơn giản, dạ. Thái Tuấn thì vài trăm ngàn của bà Xui cũng rất là đẹp nha. Còn cái này thì nó hơi kỳ công. Cho em coi tà sao các chị. Những cái dòng này thì có thêu trên tay, thêu tà sao hết cả nhà ha. Đó, tà sao và tà áo. Có thêu rất là dễ thương nhỏ nhỏ. Rồi, tiếp tục nha. Bạn Sơn chỉ cập nhật một số mẫu cho cả nhà mình xem các mẫu mới của 2024 và đầu năm 2025 nha. À, tại nay là mùa cưới là trước Tết và sau Tết 2025. Dạ. Rất là đẹp. Nó đẹp như vậy dạ, rất là sang trọng. Đúng rồi, ngày lớn mà cũng con. Lớn tuổi thì mình thích mẹ nói là lớn mẹ thích theo. Dạ. Dạ, còn mà Xui trẻ thì có thể chọn những dòng đơn giản hơn chút. Đúng rồi. Dạ. Đẹp ghê ha. Còn bà Xui lớn tuổi xíu thì rất là nhiều sự lựa chọn nha. À, rất là sang trọng luôn. Dạ. Đẹp quá ha. Bộ này vẫn là 2 triệu chị ha. Dạ. Rồi mình đổi mẫu mới nha. À, vài mẫu đánh đá ha. Còn đây là hàng Thái Tuấn mình đánh đá. Ờ, cái dòng này thì được nhiều sự lựa chọn nè, nó rất là đẹp. Chị nào thích nhẹ nhàng thì lấy cái này. Nó thời trang á. Rồi, mình lại coi nha. Thầy Xui trẻ nha. Nó nhẹ nhàng thôi, cũng rất là sang. Thường thì bà Xui sẽ chọn cầu kỳ hơn là người đi đám cưới. Như về thẩm nãy chọn để đi đám cưới thì đơn giản hơn. À, cả nhà xem, nếu mà bà Xui mặc vậy thì rất là sang trọng luôn. Này mặc Xui trẻ nè, đồ đẹp nè, tươi rối hen. Đỡ xanh á. Dạ, cỡ gì Út? Nè, trong cái tà sao các chị. Tà sao ít hơn hen. Đó. Nhỏ hơn cỡ 60%. Rồi, cảm ơn chị. Mình thêm một vài mẫu nữa thôi. À, rồi cô chú mình nhớ vào kênh Áo Dài Ăn Nông Thanh Thảo để xem thêm nha. Trên đó Hoàng Sơn có trên 500 video rồi. À, và có trên hàng ngàn mẫu lận cô chú anh chị nha. Màu này rất là lạ. À, đây là vải Thái Tuấn chính hãng đó. Rồi đính đá theo phong cách của Thanh Thảo. À, cả nhà mình có thể chọn nhiều màu sắc khác nhau được. Ví dụ giống như cũng cái kiểu này nhưng mà màu nền khác nha. Rồi. À, mình xem cả bộ. Bộ này bao nhiêu cô? Dạ. Áo 1.2 triệu, quần xịn nó thành 1.3 triệu. Yeah. Ở đây thì mình xem qua một clip như này không hết được. Cô chú mình nhớ gọi điện cho Thanh Thảo nha. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, một bộ nữa đi ha. Yeah. Này mùa cưới rồi nên là cô chú anh chị mình rất là quan tâm đến áo dài. Và đặc biệt là sắp Tết tới nơi nữa nè. Đó, ở quê mình thường thì để mà mai á mình phải đặt trước cả 1-2 tháng nên là thường mình chọn mua khá là sớm. Còn như Sài Gòn thì mình có thể đặt hàng trong vòng 3 tiếng là có cô chú nha. Giống cái bông đầu tiên. Dạ, giống nãy mà qua dân khác ha. Trên ngực trơn ha. Rồi mình coi dưới tà nè. Đẹp ha. Đẹp, cam đẹp quá. Cái màu quần nè. Quan trọng là phối quần nè. Phối màu quần nó sẽ làm cái áo mình nó đẹp hơn.
cái nữa đi, cái nữa rồi đi. Một cái nữa nha. Cái bộ này hồi trước là mình coi là chưa có đính đá, nay đính đá lên rất là đẹp luôn, sang quá ha. Cái này nữa mà dây út 15 mặt chắc đẹp dữ lắm nè. Nhưng mà vài tháng nữa chắc sẽ còn nhiều kiểu nữa để cho út nữa hả? Đẹp quá ha, đính đá theo cái nhánh cây nè, này trúc đẹp. Cái mẫu này lên nó sang sang quá à. Màu quần theo cái nhánh đó. Rồi hôm nay Hoàng Sơn cùng ở nhà mình lựa đồ cho chị Thẩm, tặng chị Thẩm mấy bộ để vào mùa cưới ha. Rồi cảm ơn cô với chị Trâm đã hỗ trợ rất là nhiều nha. Dạ. Rồi hôm nay Hoàng Sơn cùng ở nhà mình vừa đi lựa một số áo dài để chuẩn bị cho mùa cưới. Và từ giờ tới Tết thì Hoàng Sơn sẽ cập nhật rất là nhiều mẫu cho cô chú anh chị mình xem nha. Nếu mà cô chú mình ở nước ngoài cũng có thể gọi qua Zalo, Viber, số điện thoại của bên shop Thanh Thảo nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con ở video sau nha.